Ngày 5 tháng 8, tại thao trường Đồng Hồ, xóm 2, xã Minh Châu, huyện Diễn Châu, lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diễn Châu tiến hành hủy nổ thành công quả bom nặng 113 kg. Trước đó, khi thủy triều xuống, người dân đánh cá phát hiện một quả bom có đường kính 25 cm, chiều dài 110 cm, đã hoen gỉ, mờ ký hiệu tại cảng cá Lạch Vạn, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu. Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức khoanh vùng, cắm biển cảnh báo khu vực có bom, thông báo tình hình cho nhân dân trong khu vực, đồng thời điều động lực lượng công an dân quân xã Diễn Ngọc tổ chức canh gác 24/24 giờ, sau đó di chuyển quả bom ra xa khỏi khu dân cư, đến địa điểm hủy nổ đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị.